doanh nghiệp quốc doanh bị cấm đầu tư ngoài ngành tin từ Hà Nội. Kể từ đầu tháng 12 năm 2015, các doanh nghiệp nhà nước không được đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản trị sử dụng vốn tài sản tại doanh nghiệp. Đó là nghị định mà Chính phủ Cộng sản Việt Nam vừa ban hành. Trường hợp doanh nghiệp nhà nước đã góp vốn đầu tư vào các lĩnh vực trên mà không được Thủ tướng cho phép phải tiến hành cơ cấu lại và chuyển nhượng toàn bộ vốn đã đầu tư theo quy định, trừ những trường hợp đặc biệt theo quyết định của Chính phủ. Trong nghị định cũng nêu rõ là các doanh nghiệp quốc doanh phải có trách nhiệm bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đã đầu tư, mọi biến động về tăng giảm vốn phải được báo lại. Trước tình trạng đầu tư dàn trải, hiệu quả kinh doanh thấp dẫn đến thất thoát thua lỗ ở không ít các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thời gian qua. Đầu tư tràn lan ra ngoài ngành kinh doanh chính của các tập đoàn gây nhiều hệ lụy về kinh tế xã hội, thậm chí là chính trị, có thể nói là khá nghiêm trọng như thời điểm 2007 đến 2008, với nhiều tham vọng, nhiều tập đoàn mà điển hình là tập đoàn công nghiệp tàu thủy Việt Nam tức Vinashin, tập đoàn điện lực Việt Nam đã thành lập các công ty chi nhánh và đầu tư vào những lĩnh vực ngoài nhiệm vụ chính đã được ban giao. Do quản trị non nớt tham nhũng kinh doanh yếu kém trong ngành lẫn ngoài ngành đã gây ra hậu quả nghiêm trọng. Theo thông tin từ Bộ Tài chánh cho biết, tính cho đến cuối tháng 9, các doanh nghiệp nhà nước đầu tư nhiều nhất là lĩnh vực bất động sản, kế đến là ngân hàng. Như vậy, thì số vốn đầu tư vào năm lĩnh vực có nhiều rủi ro như bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm và quỹ đầu tư cần phải thoái từ nay cho đến cuối năm 2015 là gần 800 triệu Mỹ Kim.